Tiếng thơ ai đồng đất trời, nghe như non nước vòng lời ngàn thu. Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mè ru những ngày. Hôm nay ở thế kỷ 21, lòng người vẫn khắc ghi một con người, một sự nghiệp, một cốt cách gắn liền với quốc hồn dân tộc. Đó là đài thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Nói đến thi hào Nguyễn Du, không thể không nhắc đến kiệt tác Truyền Kiều. Để bảo tồn, nghiên cứu, phát huy và quảng bá Truyền Kiều của đài thi hào Nguyễn Du, làm cho kiệt tác Truyền Kiều, thân thế và sự nghiệp của danh nhân văn hóa thế giới sống mãi với dân tộc Việt Nam. Hội Kiều học Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1400 QĐ-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Hội hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của hội và tuân thủ điều lệ của Hội Kiều học Việt Nam có sửa đổi và ban hành ở nhiệm kỳ 2 năm 2017-2022. Theo nhu cầu hoạt động nghiên cứu thân thế sự nghiệp và khai thác tìm tòi sự nghiệp văn chương của đài thi hào dân tộc Nguyễn Du, những năm làm quan và mất tại Huế, những tác phẩm Hán Nôm, đặc biệt là Truyền Kiều nổi tiếng của Nguyễn Du. Hội Kiều học Việt Nam đã có quyết định số 19 QĐ-HKHVN ngày 21 tháng 7 năm 2017, thành lập chi hội Kiều học Việt Nam tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đã tổ chức ra mắt tại Huế ngày 12 tháng 8 năm 2017 và ngày 13 tháng 8 năm 2017 tại Quảng Bình. Chi hội Kiều học Việt Nam tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm, phát huy các giá trị sản phẩm Hán Nôm của cụ Nguyễn Du. Đặc biệt trong thân thế sự nghiệp của đài thi hào dân tộc Nguyễn Du có một thời gian dài sống và làm quan cai bà ở tỉnh Quảng Bình 4 năm, với ngổn ngang trăm mối, với 10 miệng kêu đói ở ngoài Hoành Sơn. Cụ làm quan ở Huế trong thời phong kiến nhà Nguyễn đã mất và chôn cất tại Bầu Đá Huế, sau này di mộ cải táng về Tiên Điền, Hà Tĩnh. Xét thấy sự phát triển của hội viên và nhu cầu hoạt động ngày càng có hiệu quả của các hội viên Quảng Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, giáo sư Phong Lê, đã có quyết định số 21 QĐ-HKHVN, quyết định thành lập chi hội Kiều học Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, chi hội đã có 26 hội viên, đã cùng với chi hội Bình Trị Thiên ra tác phẩm đầu tay của tin gọi một chút này. Tập 1 dày gần 200 trang, gồm những tác giả là hội viên Bình Trị Thiên, phục vụ giảng dạy tác phẩm Truyền Kiều và tác giả Nguyễn Du trong các nhà trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Quảng Bình. Thank you.
để triển khai tốt hơn nữa các chương trình, nội dung có mục tiêu do Trung ương Hội Kiều học Việt Nam giao, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá và phát huy mọi giá trị tinh hoa về văn học nghệ thuật, về văn hóa xã hội được hồi tụ kết tinh trong truyền Kiều của Đài Thi hào dân tộc Nguyễn Du. Đặc biệt phối hợp với sở và các phòng giáo dục đào tạo, với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tác phẩm truyền Kiều trong bộ môn văn mà chương trình Bộ Giáo dục quy định. Phát động cộng đồng mà nòng cốt là những hội viên Hội Kiều học Việt Nam và những người yêu mến Kiều và Nguyễn Du tại địa phương. Hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày mất của cụ Nguyễn Du 1820-2020, và chào mừng UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa thế giới. Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Hội Kiều học Việt Nam có công văn số 35 CVHKHVN gửi đơn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình xin đặt văn phòng đại diện và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyết định số 11 QĐUBND ngày 3 tháng 1 năm 2018, quyết định cho phép Hội Kiều học Việt Nam đặt văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình. Đây là một niềm phấn khởi tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung và Chi hội Kiều học Việt Nam tỉnh Quảng Bình nói riêng. Được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, khơi dậy cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sức sống của truyền Kiều, hiểu và biết ơn tài năng của Đài Thi hào dân tộc Nguyễn Du, một danh nhân văn hóa thế giới, đã để lại cho dân tộc ta một kiệt tác truyền Kiều làm rạng rỡ, vẻ vang dân tộc ta, nâng tầm vị trí cao của nền văn chương dân tộc và nền văn chương thế giới. Tôi lúc nhỏ chưa biết chữ, nhưng là được ông bố là một người tinh thông về chữ Hán và say sưa truyền Kiều, cho nên ông đã dạy cho anh em của tôi đi học thuộc lòng truyền Kiều ngay từ lúc nhỏ. Bây giờ có thể nói nếu thi đọc thuộc lòng truyền Kiều thì từ trăm năm trong gọi người ta cho đến mua vui cũng được một vài trồng canh thì tôi đọc từ đầu tới cuối. Đọc nhưng mà nhiều chỗ chưa biết thì họ ông cụ bố tôi thì ông giảng dạy cho nên là càng ngày thì càng thấy có nhiều điều phải làm cái việc kia. Và cũng vì thế khi bắt đầu đi học đọc được sách rồi thì tôi tự đọc và ngay em bị ý nghĩ để thử thống kê xem thử là trong truyền Kiều có những cái gì mới lạ. Thì trong quá trình thống kê thì tôi bắt đầu là thống kê cái này hoa và xuân trong truyền Kiều. Trong truyền Kiều có bao nhiêu chữ hoa, trong truyền Kiều có bao nhiêu chữ xuân, và trong truyền Kiều có câu nào mà có nhiều chữ hoa nhất, thì đó là câu là hoa sao hoa khéo mà đầy đầy hoa. Tôi được thống kê được trong truyền Kiều có 59 chữ xuân, nhưng mà rải ra đấy trong 56 câu thơ được bài của Nguyễn Du. Như vậy là có 3 câu, một câu của 2 chữ xuân. Vinh dự cho quê hương Quảng Bình chúng ta, nơi mảnh đất này, Đài Thi hào dân tộc Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, đã sống và làm quan cai bà ở Quảng Bình 4 năm, thời triều Nguyễn với bao nỗi niềm nhân thế. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, được sự cho phép của Hội Kiều học Việt Nam, sự tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo các huyện thị, các sở ban ngành, các công ty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, những nhà hảo tâm, những người đam mê truyền Kiều và yêu mến tài năng của Nguyễn Du, tại địa điểm lễ ra mắt văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tỉnh Quảng Bình, tại cửa biển Nhật Lệ, thành phố Hoa Hồng, Đồng Hới, nơi Nguyễn Du có câu thơ về biển Nhật Lệ gần 200 năm trước. Buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, chắc chắn thành công tốt đẹp. Đối với truyền Kiều thì là tôi đã tiếp xúc từ rất lâu rồi. Tôi còn nhớ là còn nhỏ, chưa đi học ấy, thì mẹ tôi đã có một truyền Kiều trong tay và
khi đi học lên cấp 2 thì tôi bắt đầu đọc truyện Kiều và thấy rằng là một tác phẩm văn học rất là hay. Theo thời gian đó, thì là tôi càng đọc nhiều, càng đọc sâu. Ngoài truyện Kiều thì tôi còn đọc cả tác phẩm liên quan đến truyện Kiều. Trong tất cả những tác phẩm truyện Kiều thì tôi liên quan thì tôi tâm đắc nhất là cái cuốn 300 năm lẻ của giáo sư Vũ Ngọc Khánh. Tức là một bức tranh rất rõ ràng về tác giả Nguyễn Du. Thì phải nói rằng là một con người không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cái tài hoa, cái đức độ, cái lòng nhân từ của ông Nguyễn Du. Ngoài cái tài ba viết truyện Kiều và các tác phẩm khác ấy, thì không nói làm gì, mọi người đều biết. Nhưng về truyện Kiều phải nói rằng là tuyệt tác, mà tôi hay nói vui với bạn bè là một ông thần thánh chứ không phải một con người. Vì bình thường mình chỉ sáng tác giám bạc câu lục bản đã là khó, viết cho hay là khó, mà cụ Nguyễn Tiến Điền làm hơn 3.000 câu, câu nào cũng hay, câu nào cũng chuẩn, câu nào cũng triệt lý. Hy vọng những hoạt động của Chi hội Kiều học Quảng Bình và văn phòng đại diện tại Quảng Bình được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện thị, các ban ngành cấp sở, cấp hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá kiệt tác truyền Kiều và thân thể sự nghiệp nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Phấn đấu nâng dần số lượng và chất lượng hội viên, hoạt động ngày càng có tác dụng và có hiệu quả tốt để phát triển Chi hội Kiều học Quảng Bình thành Hội Kiều học Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Trải qua một cuộc bể dâu, câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình. Nổi chim kiếp sống lênh đênh, tổ như ơi, lề chảy quanh thân Kiều. Nỗi niềm xưa, nghĩ mà thương, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Nhân tình nhắm mắt chưa xong, biết ai hầu thế khóc cùng tổ như. Sắp tới kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 1820-2020, các thế hệ của chúng ta đã đến với Tố Như bằng cả tấm lòng yêu thương, kính trọng. Lớp lớp con cháu đã, đang và sẽ còn hướng về Hồng Lĩnh, thắp nén tâm nhang ngưỡng mộ người. Hàng loạt các chương trình, hoạt động được triển khai hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du, có cả một hội thảo quốc tế, đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, di sản và các giá trị xuyên thời đại, sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng Hội Kiều học Việt Nam.